Làm thế nào để chúng ta bán hàng một cách bền vững ở trên Internet? Linh muốn chia sẻ với chúng ta một cái câu chuyện như thế này. Nếu như anh chị chúng ta đã từng mua một cái đơn hàng nào đó của một ai đó ở trên một cái fanpage nào đó ở trên Internet, và sau khi mà chúng ta mua xong, chỉ đến từ buổi sáng buổi chiều thôi, và sau đó chúng ta quên luôn cái người bán của chúng ta là ai. Và nếu như chúng ta đã gặp những cái trường hợp như thế này, hãy comment cho Linh đi ạ. Và sau đó chúng ta không còn nhớ là họ là ai, họ như thế nào, và rồi chúng ta quên đi nó rất là dễ dàng. Hay có những bạn thì có thể là sau một tuần và chúng ta quên luôn cái người bán là ai. Hay là chúng ta đang sử dụng sản phẩm, sau đó chúng ta nói rằng là ồ, mình thấy cái sản phẩm này rất là tốt và mình muốn mua lại cái sản phẩm này, nhưng mình không nhớ ai bán cái sản phẩm này, cái người bán này ở đâu, và không biết về tìm kiếm như thế nào. Và nếu như bạn cũng đã từng gặp cái tình huống tương tự như vậy, hãy comment cho Linh ạ. Và đó là cái sự khác biệt của một người không có thương hiệu ở trên Internet. Trong lúc đó, có những người mà khi mà họ đã có thương hiệu trên Internet, mỗi lần mà chúng ta sử dụng sản phẩm xong, sau đó chúng ta vẫn nhớ cái người bán là ai, và chúng ta rất dễ dàng để chúng ta tìm kiếm họ và chúng ta liên hệ với họ để chúng ta tiếp tục được mua cái sản phẩm. Đó là cái giá trị của việc mà chúng ta xây dựng cái thương hiệu ở trên Internet. Vậy nên chúng ta muốn bán hàng một cách lâu dài và bền vững đấy, thì chúng ta cần phải xây dựng được cho mình một cái thương hiệu trên Internet. Vậy thì làm thế nào để chúng ta xây dựng được cho mình một cái thương hiệu trên Internet, và lý do tại vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta có một cái thương hiệu đấy, thì chúng ta sẽ tác động vào cái yếu tố đó là cảm xúc của khách hàng. Và khi mà khách hàng người ta đang vui, người ta đang thích, người ta đang tin tưởng mình, người ta đang có cảm hứng với mình ấy, thì họ rất dễ dàng để đưa ra cái quyết định đó là mua hàng của chúng ta. Cái điều thứ hai đó là gì ạ? Khi mà chúng ta có một cái thương hiệu là in sâu vào trong tâm trí của khách hàng rồi, thì khách hàng họ sẽ luôn nhớ về chúng ta, và khi mà nói về cái sản phẩm của chúng ta đó, thì họ sẽ nhớ đến mình là cái đầu tiên. Ví dụ như cùng có nhiều người cũng bán cái sản phẩm giống như chúng ta, nhưng chúng ta là một người có định vị ở trong tâm trí của khách hàng, thì họ sẽ luôn nhớ về chúng ta. Và điều thứ ba đó là khách hàng sẽ không quan tâm là giá của chúng ta bán như thế nào và cái chất lượng nó ra sao sau khi mà khách hàng đã sử dụng những cái sản phẩm của mình, và họ mỗi lần mà họ quay trở lại mua là họ chỉ biết đó là order và họ mua hàng. Vậy thì khi mà chúng ta xây dựng cho mình một cái thương hiệu trên Internet như vậy, nó sẽ giúp chúng ta bán hàng một cách lâu dài, một cách bền vững, và khách hàng luôn luôn nhớ đến mình, đó là cái thương hiệu đầu tiên, đó là cái sản phẩm đầu tiên. Nếu như người ta nghĩ về cái sản phẩm đó, người ta sẽ luôn nhớ đến mình. Đó là cái mà chúng ta cần phải làm. Trong lúc đó, nếu chúng ta không xây dựng thương hiệu, chúng ta vẫn có thể tạo ra những cái video hay là những cái bài quảng cáo gửi tới những đối tượng có nhu cầu về sản phẩm đó, và chúng ta cho họ nhìn thấy được giá trị của sản phẩm, và họ thấy một cái mức giá hợp lý, họ mua. Nhưng có thể ngày mai họ quên, ngày kia họ quên, tuần sau họ quên, tháng sau họ quên, và họ không còn nhớ chúng ta nữa. Vậy thì với những cái dạng mà video hay là những kịch bản về bán hàng đấy, thì giúp chúng ta bán hàng trong thời điểm hiện tại, đó là trong ngắn hạn. Nhưng về dài hạn, có thể chúng ta mất khách hàng của chúng ta vào tay của đối thủ mà chúng ta không hiểu đó là lý do vì sao. Vậy nên khi mà chúng ta hiểu được cái cấu trúc đó, thì chúng ta cần phải xây dựng cho chúng ta một cái thương hiệu ở trên Internet. Và một điều rất thú vị mà Linh muốn chia sẻ với tất cả anh chị chúng ta đó là gì ạ? Đó là thời điểm này, thời đại này, là tất cả chúng ta đều có thể xây dựng được cái thương hiệu trên Internet. Bởi vì ngày xưa đó, nếu anh chị chúng ta muốn xây dựng được cho mình một cái thương hiệu, chúng ta phải chi rất là nhiều tiền, thậm chí hàng triệu đô la trước khi mà chúng ta bắt đầu bán được những sản phẩm đầu tiên. Đó là chúng ta phải sản xuất về nội dung, chúng ta phải book ở trên báo chí, ở trên truyền hình. Và chúng ta biết rằng là chi phí ở trên truyền hình nó rất là mắc, và chúng ta phải chi hàng triệu đô la. Và làm nếu như cái chiến dịch đó nó không hiệu quả, chúng ta cũng đã mất tiền rồi. Còn nếu hiệu quả thì nó có thể mang lại cho chúng ta, nhưng chúng ta lại không có khả năng số tiền nhiều như vậy để mà chúng ta làm. Thì như vậy đó là một cái rào cản nó cực kỳ lớn. Nhưng một cái tin vui đó là bây giờ Internet, Facebook, YouTube, TikTok là chúng ta hoàn toàn giống như sở hữu cho mình riêng một cái kênh truyền hình của riêng mình. Và chúng ta có thể sáng tạo ra những cái nội dung nó chỉ có 30 giây đến 1 phút và có được hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follow. Vậy thì chúng ta cần phải bắt đầu xây dựng cho mình một cái thương hiệu, và chúng ta có cái cơ hội làm điều đó. Và nếu như chúng ta muốn bán những cái ngắn hạn, đó là chúng ta vẫn có thể tạo ra những cái nội dung về bán hàng, gửi tới cho những cái đối tượng mà người ta có nhu cầu, và chúng ta cho họ thấy những cái lợi ích, và sau đó chúng ta đưa ra mức giá hợp lý, họ vẫn có thể mua hàng ngay tại thời điểm trong ngắn hạn. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta vẫn có thể có xây dựng được cho mình một cái chiến lược dài hạn, bằng cách đó là xây dựng cho mình một cái kênh YouTube, kênh TikTok, kênh fanpage, hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follow. Và như chúng ta đã từng xem cái kênh của Linh, đó là TikTok của Linh đã xây dựng được trong một năm qua, đó là gần 4 triệu lượt follow. Ở kênh fanpage cũng hơn 1 triệu lượt follow, và kênh YouTube của Linh cũng hơn 200.000 lượt follow. Và bên cạnh đó, Linh cũng giúp cho rất nhiều anh chị em ở trong đội ngũ của mình, như hay là gần đây nhất đó là vợ Linh, thì trong vòng 3 tháng thôi, trong vòng 3 tháng thì vợ Linh được kênh TikTok đó là 3,3 triệu lượt follow, và kênh YouTube đó là hơn 250.000 cái lượt follow, và kênh fanpage đó là hơn 100.000 lượt follow. Vậy thì làm thế nào để mình làm điều đó? Đó là hãy tập trung vào kịch bản, làm ra cho mình những cái nội dung nó thật hay, nó là tốt, thì lúc đó giúp cho việc mà chúng ta bán hàng rất tốt. Vậy thì những anh chị nào mà chúng ta đang kinh doanh
hay là chúng ta chuẩn bị kinh doanh, hay là chúng ta đang kinh doanh ở trên Internet mà chúng ta bán hàng mà không một cách bền vững, thì hãy bắt đầu xây dựng cho mình một cái thương hiệu trên Internet. Vậy thì làm thế nào để chúng ta làm điều đó? Đó là hãy tập trung vào nội dung. Và Linh thấy một điều đó gì ạ? Mọi người thường hay dạy cho mình ấy, đó là về kỹ thuật, về cách tối ưu từ khóa, cách tối ưu về hashtag, về thumbnail. Những cái điều đó nó cũng đúng, nhưng nó không phải là yếu tố quyết định. Cái đó nó chỉ quyết định tầm khoảng 5% thôi. Nhưng 95% đó là nội dung của mình hay. Nội dung của mình hướng tới đúng đối tượng người dùng, và người ta xem, người ta cảm thấy thú vị, người ta cảm thấy hay, thì lúc đó người ta mua. Và nếu mà nội dung của chúng ta hay, nội dung của chúng ta phù hợp với họ, thì lúc đó họ sẽ xem. Và khi mà người ta xem như vậy, thì cái nội dung đó của chúng ta sẽ lan truyền ở hàng triệu người xem, hàng triệu người lượt follower. Và lúc đó chúng ta sẽ không có tốn tiền. Và Linh đã thử rồi, Linh đã thử, đó là gì? Linh làm ra những cái nội dung rất là hay, Linh không làm thumbnail, Linh không làm về tối ưu từ khóa, không Linh làm hashtag, không làm một cái gì hết. Và thậm chí đó là Linh đăng lúc 3 giờ sáng ạ. Và video của Linh vẫn có 10 triệu lượt xem bình thường. Trong lúc đó có những video mình làm tối ưu về từ khóa, về thumbnail, rồi mình làm rất là nhiều về kỹ thuật trong đó, nhưng nội dung bình thường, và cuối cùng nó vẫn không có lượt xem. Vậy nên Linh lại đúc kết ra một điều gì ạ? Cái mà toàn tâm toàn ý tất cả anh chị chúng ta bắt đầu muốn xây dựng thương hiệu trên Internet, đó chính là tập trung vào nội dung. Hãy tập trung vào nội dung. Và Linh cũng có rất nhiều video, những cái chương trình chia sẻ cho anh chị, nếu chúng ta có thể tham khảo, tìm hiểu và chúng ta có thể học trong cái đó. Thì ví dụ như hàng tuần Linh có làm những cái chương trình, đó là thử thách tạo ra kịch bản, hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follow. Và các bạn cũng có thể tham dự chương trình đó, Linh có để link ở dưới cái đoạn video này, và chúng ta có thể đăng ký. Đấy, nên là chúng ta đừng có mất quá nhiều thời gian tập trung vào kỹ thuật, và chúng ta cần phải tập trung toàn tâm toàn ý vào việc, đó là chúng ta làm ra những nội dung thật tốt. Bởi vì ai đang xem chúng ta? Đó là khách hàng, đó là người dùng. Và họ xem, họ cảm thấy hay, cảm thấy ý nghĩa, thì lúc đó họ xem, họ sẽ lan truyền cái nội dung chúng ta. Đó là thứ mà chúng ta cần tập trung. Và nếu như bạn đang kinh doanh sản phẩm gì, trong lĩnh vực nào, chúng ta có những câu hỏi về cái đó, hãy để lại tên số điện thoại, Linh sẽ chia sẻ chúng ta về cách để mà chúng ta xây dựng thương hiệu trên Internet. Xin chào, hẹn gặp lại.